Chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với vườn mai Phúc An của em nha cả nhà. Thì hôm nay cả nhà thấy em cũng quay clip như mọi khi cả nhà. Em sẽ lên những cái combo mai giống để giới thiệu với quý cô chú anh chị mình nha. Đặng mình có thể chọn lựa những cái combo phù hợp cả nhà về mình sưu tầm cả nhà. Rồi cả nhà ơi, kết thúc ngày hôm qua là cái mã 77 cả nhà. Rồi bây giờ em lên cây ha, cái mã này là cái mã 78 anh em nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái mã 78 ngày hôm nay cả nhà là một cây giảo tự xoắn cả nhà, ghép gốc bứng nha, và một cây cúc 7 tầng cả nhà. Cái này ghép gốc bứng luôn cả nhà. Rồi đây là cây cúc 7 tầng cả nhà, cây giảo tự xoắn cả nhà, ghép gốc bứng hết nha. Rồi cả nhà, cây cao tầm 25 đến 30 cm nha cả nhà. Rồi em xoay một vòng cho cả nhà mình xem hai gốc này nha. Cái gốc của giảo tự xoắn cả nhà nó khá là quái cả nhà. Rồi cái này mình về cả nhà mình nuôi khoảng chừng nửa tháng nữa là mình lấy bo được nha cả nhà. Cái xoắn này nó chưa có dài hung cả nhà, nhưng mà cũng ok nè cả nhà. Rồi lấy bo thì nó chưa có nhiều hung cả nhà, mình chịu khó mình nuôi khoảng chừng nửa tháng nữa cả nhà mình lấy bo được ha. Rồi cả nhà, còn cái cúc 7 tầng này cả nhà về mình lấy bo được liền nha. Rồi được một ít bo cho mình lấy cả nhà. Rồi cây khá là cứng cáp và già mùa nha cả nhà. Rồi cả nhà, cái mã 78 này á, em giao lưu với nhà mình á với giá là 480.000 nha. Em bao phí vận chuyển cho mình ha, hai cây này với giá là 480 cả nhà. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Rồi cả nhà ơi, nếu mà thích thì hãy liên hệ với em để chốt nha cả nhà. Rồi em sẽ xuống cây nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, tiếp theo em lên cái mã 79 nha cả nhà. Rồi 79 là một cặp cúc thọ hương ghép gốc bứng luôn cả nhà. Rồi cây khá là ok cả nhà ha. Em quay một vòng cả nhà mình xem cái gốc của nó nha. Rồi đây nè cả nhà, nó rất là có dáng cả nhà ha. Cây nào thì cũng ghép tầm 2 bo cả nhà, được 2 bo nha. Rồi cũng là xanh tốt cả nhà. Cái này về mình lấy bo được liền nha cả nhà. Rồi ha, em sẽ để cái tay mình gần cho cả nhà mình xem nha. Rồi cả nhà, đây nè cái tay của em cả nhà ha, cả nhà có thể so sánh nha. Rồi đây cả nhà. Rồi cả nhà ơi, với cái cặp cúc thọ hương cái mã 79 này cả nhà, em giao lưu với nhà mình ha là 480.000 nha. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn cả nhà. Cái mã 79 cả nhà, cặp cúc thọ hương với cúc bứng nha, với giá là 480.000, em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình nha cả nhà. Rồi em sẽ lên tiếp cây cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, đây là cái mã 80 bên em nha cả nhà. Cái mã 80 bên em cả nhà gồm 3 giống cả nhà ha. Đây là cây cúc tri kỷ cả nhà nha. Cúc thọ hương cả nhà. Rồi cuối cùng là giảo thủ đức hai mùa liền cốt cả nhà. Cúc thọ hương thì cũng liền cốt nha cả nhà, và rất là già mùa nha. Em cho cả nhà xem cái cây cúc thọ hương nha cả nhà. Rồi cái này mình về mình lấy bo được liền luôn cả nhà, và khá là nhiều bo luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái combo này khá là hấp dẫn á cả nhà. Rồi cây giảo thủ đức đây cả nhà, tàn và tược rất là xung xuê cả nhà nha. Em quay cả nhà mình xem nha. Cái gốc cũng khá là được á cả nhà. Đây cái gốc ha, có dáng nha cả nhà. Rồi cả nhà, cây cúc viếp ha cả nhà, cúc tri kỷ nha. Rồi cả nhà ơi, với cái combo 80 này cả nhà, em giao lưu với nhà mình á là 400.000 nha. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái mã 80 cả nhà, với ba giống ha cả nhà. Cúc tri kỷ cả nhà ơi, cúc thọ hương ha, và giảo thủ đức cả nhà. Em giao lưu với nhà mình giá là 400.000 nha. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình nha cả nhà. Cả nhà mình có thích cái mã này thì hãy liên hệ với em để chốt nha cả nhà. Mã 80 nha. Rồi cả nhà ơi, đây là cái mã 81 bên em nha cả nhà. Mã 81 bên em cả nhà gồm 4 cây, 4 giống cả nhà. Cây thứ nhất cả nhà, đây là cúc bi qua chùm cả nhà nha. Rồi cả nhà nhìn cái gốc của nó ha. Cả nhà giống, thấy giống cầu vồng cả nhà. nó giàu một bên đây ha, nhìn rất là có duyên cả nhà. Rồi ha, tiếp theo là cái cây giảo Phú Tân được quấn rễ cả nhà nha. Quấn rễ như thế này cả nhà. Rồi cây về cũng lấy bo được cả nhà. Cây cao tầm 30 cm nha cả nhà. Rồi cả nhà, đây là gốc cúc quý phi nè cả nhà. Nó nằm như thế này cả nhà. Cây khá là ok cả nhà, gốc rất là to nha cả nhà. Nó cái tay ha cả nhà mình so sánh nha. Rồi cả nhà, cây này cao tầm 35 cm cả nhà ha. Rồi cuối cùng cả nhà, đây là cây cúc thọ hương nha. Cái cúc thọ hương này mình về mình lấy bo vô tư nha cả nhà. Rồi cái rễ của nó cũng được quấn thế này cả nhà. Rồi cả nhà, với cái mã 81 cả nhà ha, 4 cây 4 giống á, em giao lưu với nhà mình á với giá là 390.000 nha. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Rồi cái mã KN81 ngày hôm nay cả nhà, em giao lưu với mình là 390.000 nha. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình ha. Rồi cả nhà ơi, đây là cái mã 82 bên em cả nhà. Cái mã 82 cả nhà gồm những cây ha, cái cây đại lộc cả nhà nha. Cái này là đại lộc cả nhà ha, hai mùa liền cốt nha cả nhà, và rễ của nó khá là quái nha cả nhà. Nó mình nhìn giùm em nha cả nhà. Rồi đây là cái cây cúc tri kỷ cả nhà, nó được quấn rễ bí nổi cả nhà, vòng lên thế này khá là lạ mắt nha. Rồi đây là cái cây giảo tự xoắn cả nhà. Nó giảo tự xoắn, nó có xoắn nè cả nhà, về mình lấy bo được nha. Cây này ghép gốc khá là cao cả nhà ha.
Cây này cao cả nhà nè. Nè, cái tay em là 20cm nha cả nhà. Nó cỡ 25cm cả nhà. Và có tua xoắn của nó rủ xuống thế này nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, đây là cái cây nữ hoàng kem á cả nhà. Đây, nữ hoàng kem nha. Rồi cả nhà, gốc nó được quấn thế này cả nhà, khá là ok nè cả nhà. Rồi, em quay một vòng cả nhà mình xem nha. Rồi cả nhà. À, 4 cây cả nhà ha, 4 giống nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, với cái combo mã 82 cả nhà, em giao lưu với nhà mình á, với giá là 350 nha cả nhà. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. 4 giống với giá là 350 cả nhà. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình nha. Rồi cái mã 82 bên em cả nhà. Cả nhà ơi, đây là cái mã 83 bên em nha cả nhà. Cái mã 83 gồm những cây cả nhà ha. Một của cả nhà, đây là cái cây giảo Phú Tân cả nhà ha. Nó quấn rễ khá là đẹp cả nhà, và cây này đã liền cốt luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà, cây giảo Phú Tân nha. Được uống dáng lông rất là đẹp nha cả nhà. Rồi giảo Phú Tân cả nhà ơi. Uống dáng lông khá là đẹp cả nhà, và rễ cũng khá là ok nha cả nhà. Rồi tiếp theo là cây cúc thọ hương cả nhà nha. Rồi cái tàn của nó cả nhà uống dáng lông luôn nha. Cái tàn cũng khá là đều cả nhà, về mình lấy bo được nha. Mình lấy được một ít bo cả nhà ha, cũng nhiều bo đó. Cả nhà, đây là cái rễ của nó được quấn rễ thế này cả nhà. Cây cả nhà ghép hơn một mùa cả nhà ha, nó khá là già mùa nha cả nhà. Rồi, thứ ba là cây giảo bạch kim cả nhà. Nó được quấn rễ khá là ok và đẹp cả nhà ha. Nó sắp liền cốt nha cả nhà. Rồi ha, đây chiều cao của nó là cỡ 4 tấc hơn cả nhà. Rồi 5 tấc luôn cả nhà, tính 4 tấc thôi nha. Rồi cả nhà, cuối cùng là cây giảo tự xoắn cả nhà nha. Giảo tự xoắn này cả nhà, xoắn nó chìa lên rồi cả nhà, khá là đẹp cả nhà, rất là ngộ luôn nha. Rồi cả nhà, cái giảo tự xoắn này về mình lấy bo được nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái mã 83 bên em cả nhà ha, gồm 4 giống cả nhà. Em giao lưu với nhà mình với giá là 350 cả nhà. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha, cái mã 83 cả nhà. Rồi xoay một vòng cái mã 83 cho cả nhà mình xem lại nha. 4 giống mà cả nhà. À, giá 350 cả nhà, em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. Cả nhà ơi, tiếp theo là cái mã 84 bên em nha cả nhà. 84 cả nhà ha, 84 là một cây đại lộc cả nhà. Đó, em quay cái rễ của nó cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà ơi, cây đại lộc thì nó đã liền cốt cả nhà ha. Khá là đẹp cả nhà, cái gốc của nó nè cả nhà. Đó. Rồi cả nhà, đây là cái cây giảo siêu nụ hai mùa nè cả nhà. Cái gốc nó được quấn rễ thế này cả nhà ha. Nó nhìn khá là đẹp cả nhà nha. Rồi đây là cái rễ của cây cúc thọ hương nè cả nhà, em quay thật gần cả nhà mình xem nè cả nhà. Rồi cây cúc thọ hương này hai mùa cả nhà ha. Nó rất là già mùa cả nhà. Rồi hiện tại nó đang nơm một số cái nụ cả nhà, khá là ok nha. Bông rất là to cả nhà. Rồi cả nhà ơi, với cái mã cả nhà, đây là cái mã 84 anh em cả nhà. Cái mã 84 ha, em giao lưu với nhà mình đó, với giá là 420.000 nha cả nhà. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình nha. Cái mã 84 gồm 3 giống cả nhà ha. Đều là hai mùa hết cả nhà ha, cái nào cũng già mùa hết nha. Cái mã này thì em giao lưu với nhà mình đó, với giá là 420.000. Em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Rồi một cúc thọ hương cả nhà hai mùa ha, một đại lộc hai mùa cả nhà, một siêu nụ hai mùa ha, cây nào cũng rất là già mùa và đế rất là ok cả nhà nha. Rồi cả nhà, rất là xanh tốt và xum xuê nha cả nhà. Cái mã 84 nha, em giao lưu với nhà mình á, với giá là 420.000 nha cả nhà. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. Rồi cả nhà mình ơi, đây là cái mã 95 bên em nè cả nhà. À xin lỗi cả nhà, đây là cái mã 85 bên em cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái mã 85 ha, gồm một cúc quý phi cả nhà hai mùa nha cả nhà. Rồi đây là giảo Thủ Đức cả nhà, cây này cũng hai mùa luôn cả nhà, và nó đã liền cốt quá cả nhà. Rồi cái rễ của nó cả nhà khá là ok cả nhà nha. Đó, em xoay một vòng cái cây này cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà. Đó, cây thế này nha cả nhà. À, nó liền cốt quá, nó còn một xíu nữa cả nhà. Nó còn khoảng chừng 20% nữa cả nhà. Cái này liền cốt được 80 thôi cả nhà. Rồi đây là cây giảo siêu nụ nha cả nhà. Đó, cái rễ của nó được quấn thế này cả nhà, nhìn khá là lạ nha cả nhà. Rồi cây nó đang cũng có ôm nụ nè cả nhà. Cây khá là cao cả nhà ha, cái combo này khá là cao cả nhà. Rồi cây cao không cả nhà ơi. Cái củ á, cả nhà nó rất là to cả nhà nha. Cái đế của nó nè, cả nhà nhìn ha. Cây rất là chắc chắn nha cả nhà, nó già mùa cả nhà. Rồi cái cúc quý phi cũng vậy luôn cả nhà nhìn giùm em nha. Nó cả nhà. Đó. Cây cả nhà ha, rất là to cả nhà và cao ha, được uống nhắn lông cả nhà. Rồi đây là cái cây giảo Phú Tân á cả nhà. Nó được quấn rễ thế này nha cả nhà.
Rồi cây cũng khá là ok luôn nè cả nhà. Rồi cả nhà ha, bốn giống cả nhà, cây này là cao không ạ cả nhà, cao 4 tấc ăn lên cả nhà ha, cái combo này cả nhà. Rồi cả nhà ơi, em giao lưu với nhà mình á, cái combo này cả nhà, với giá là 380.000 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha cả nhà. Rồi cái combo 85 bên em cả nhà với giá là 380 cả nhà, em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Rồi xem một vòng cái combo này cả nhà, mình xem lại cả nhà ha, cây nào cũng có gốc đẹp á cả nhà, và cây rất là to cả nhà, to cao nè, cây rất là chắc chắn cả nhà, tại vì cây già mùa không cả nhà nha. Rồi cái mã 85 cả nhà, em giao lưu với nhà mình á với giá là 380 nè, em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Rồi cả nhà ơi, tiếp theo là cái mã 86 bên em á cả nhà. Cái mã 86 cả nhà gồm một cúc thọ hương cả nhà ha, hai mùa liền cốt nha cả nhà, và rất là đều tàn cả nhà. Rồi đây là cái cây cúc Tân Châu cả nhà nha, cái này mình về mình lấy bo được rồi cả nhà ha, cây cũng khá là già mùa cả nhà. Và em coi cái gốc cả nhà mình xem nha cả nhà, nó cái gốc nó như thế này cả nhà ha, nó cũng có được cái bộ rễ cả nhà, mình moi ra mình sẽ thấy nha cả nhà. Rồi cả nhà, đây là cây cúc hoàng hậu cả nhà nha, cái rễ nó thế này cả nhà. Rồi cúc hoàng hậu đang có nụ cả nhà ha, hoa hoàng hậu rất là đẹp nha cả nhà, hoa rất là nhiều cánh cả nhà, và cái độ phồng của nó khá là ok luôn cả nhà ơi. Rồi hoàng hậu này về lấy bo ok cả nhà. Rồi cây cũng được dấn rễ khá là đẹp cho cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái combo này cả nhà em giao lưu với nhà mình á với giá là 370.000 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha. Gồm một cây cúc thọ hương cả nhà, một cúc Tân Châu cả nhà ha, và một cúc hoàng hậu nha. Rồi combo này cả nhà em giao lưu với nhà mình á với giá là 370.000 nha, em bao phí vận chuyển cả nhà mình luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà mình ơi, ngày hôm nay á mình có thích cái combo nào bên em á thì hãy liên hệ với em nha cả nhà. Em sẽ kết thúc video của mình tại đây ha, chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha cả nhà, ấm áp bên gia đình ha, và có một giấc ngủ thật ngon cả nhà nha. Em chào tạm biệt tất cả mọi người nha, và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip tiếp theo của em nha.